Vâng, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay mình lại xin được làm một clip để gọi là thưởng thức đi, gọi là để cho mọi người cảm nhận được cái một loại rượu mà mình đã ngâm, đó là rượu ngâm củ đương quy. Thì củ đương quy này thì mình đã có 4 năm clip gì đấy là nói về cái từ công dụng với cách ngâm rượu, rồi về sau là ngâm kết hợp với một số loại thảo dược khác. Thì hôm nay thì mình muốn làm clip để là thưởng thức cái vị rượu của sâm đương quy, và mình thấy là đây là một loại thảo dược mà nó phải nói là nó khá phổ biến, nhưng mà để về chất lượng rượu mình thấy nó rất là thơm và ngon, và cũng mong muốn là làm clip để chia sẻ cho những anh em mà đã cũng gọi quan tâm đến thảo dược và biết thêm một loại thảo dược mà gọi là ngon bổ rẻ đi, bởi vì mình thấy nó rất là ok. Thì mình cũng tham khảo qua về cái công dụng của củ đương quy ở trong cuốn sách này, là những cây thuốc vị thuốc Việt Nam. Thì về cái công dụng của củ đương quy thì nó có, theo đông y thì nó có vị ngọt, hơi cay, tính ôn vào và bổ vào ba kinh, đó là tâm, can, tỳ, và có tác dụng bổ huyết, hoạt huyết, nhuận táo này đấy, hoạt trường và điều tiết, gọi là điều huyết thông kinh. Cái này thì mình thấy là đương quy thì nó về cái máu như vậy thì đâm ra nó rất tốt cho cái cả cái về vấn đề về phụ nữ nữa nhé. Thì bây giờ mình sẽ thưởng thức cái vị rượu để mình sẽ cảm nhận và sẽ chia sẻ với mọi người. Thì ok, mình sẽ múc cái bình rượu ra. Cái bình này mình mới ngâm nó khoảng được vào tầm 6 tháng thì phải. Đây, để mình cho đây, đây mình cho ra cái một cái cốc trong trong để bật ít vị rượu của nó. Rồi đây mọi người nhìn, nhìn chung là với cái rượu đương quy thì nó khá là đẹp đẹp mắt, rượu nó màu vàng và gọi là vàng nhạt, mà đặc biệt thì rượu là rất chi là thơm mọi người nhé. Thằng này nó có mùi thơm, nó rất dễ chịu, nó không giống như là thằng sâm quy đá. Đây mọi người thấy đi, sâm quy đá thì người ta còn gọi là đương quy rừng thì nó vị nó gọi là nó thơm, nhưng mà nó lồng hơn, nó hắc hơn một chút đấy. Nhưng mà thằng này như thằng quy đá, nếu mà mọi người ngâm lâu á thì mình thấy nó khá là ngon, và cái công dụng thì nó rất tốt cho lại về cái vấn đề điều trị về nhức mỏi xương khớp thì khá là tốt. Thì mình sẽ dần dần mình nghĩ là mình sẽ làm một series là thưởng thức các loại rượu mà như là những rượu như là rượu lứng lim xanh, đông trùng hạ thảo, rồi rượu tam thất, sâm ngọc linh đấy, để cho mọi người đều có thể hiểu rõ và biết trước được những cái vị thua vị rượu mà mình, hoặc là có thể mình giới thiệu như vậy để mọi người biết được cái khẩu vị là có những cái và có những cái khẩu vị của những loại thảo dược, và mình có thể thấy hợp với mình và có thể order hàng hoặc là nhận hàng bên mình. Ok, bây giờ mình sẽ thưởng thức cái loại rượu đương quy nhé. Nói chung là mình thấy là nó đầu tiên là mở bình ra là rất là thơm rồi, rượu đông quy nó khá là thơm, thơm ngào ngạt, rượu vị rượu thì nó ngọt, lợ vị nó ngọt hơi chua nhẹ và rất thơm, nói chung là rất dễ uống mọi người nhé. Vị cũng thanh thanh, nó thơm khá đặc trưng mọi người ạ. Rồi đấy là cái vị rượu của đương quy, thì mình có thể đúc kết là vị rượu đầu tiên là rất thơm, cái mùi vị rất chìa thơm, thứ hai là cái vị rượu thì nó thanh thanh ngọt và nó ngọt, với sau loại ngọt họng và nó có hơi một cái vị gọi là vị vị chua, nhưng chua khá nhẹ, không 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 kiểu chua như là những quả như là chanh hay là cái những quả la ra chẳng hạn đâu. Rồi thì bên mình thì hiện tại thì đang cung cấp cả cái đương quy khô, đây là củ đương quy khô này và đương quy tươi. Nhìn chung đương quy thì nó giá nó khá là phổ biến, và nó là gần như là một cái bài, nó là một cái vị thuốc để nó có tác dụng thêm, nó là cái gọi điều vị. Ví dụ như là ở trong cái những cái bình rượu rắn của bên mình như này này, rượu rắn này hay là rượu kỳ tắc kè kỳ đà ấy,
đều cho thêm cái vị đương quy vào để cho nó khử át cái vị tanh của cái rượu động vật đi. Đây cả kỳ đà thì tất cả đường lâm nên là đều thêm nên cho thêm đương quy như là và thêm một số các vị thuốc khác. Rồi, mọi người có nhu cầu liên hệ bên mình thì về cái sâm đương quy thì có thể liên hệ mình thông qua số điện thoại là 0986357365. Rất vui được gọi là chia sẻ những cái kiến thức về cái thảo dược cùng mọi người. Và mọi người nếu mà có những câu hỏi gì thì có thể liên hệ trực tiếp bên mình hoặc là comment phía dưới. Ngoài ra thì nói chung là cái về kiến thức thì mình không ai là có thể biết hết được. Cũng mong qua kênh là có thể để mọi người giao lưu học hỏi và có thể trao đổi thêm hoặc là comment phía dưới để cho những người bạn mà người ta mới chưa biết về thảo dược thì có thể để hiểu biết thêm. Và đặc biệt là những khán giả về cái đã là những bác sĩ đông y chẳng hạn. Đấy thì mình cũng rất mong muốn là sẽ được giao lưu thêm. Và mình cũng đang phải theo học về cái một lớp đông y để có thể hiểu bài bản hơn nữa về các vị thuốc để phục vụ mọi người tốt hơn. Rồi xin cảm ơn mọi người đã theo dõi clip. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.